Hội đồng Tiền lương Quốc gia thống nhất sẽ đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng cho phù hợp với thực tế tại kỳ họp cuối năm nay. Phiên họp đầu tiên về điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2024 của Hội đồng Tiền lương Quốc gia diễn ra ngày 9 tháng 8 đã nhất trí. Trong bối cảnh kinh tế sụt giảm khiến hơn nửa triệu lao động bị thiếu và mất việc làm, nên hội đồng tiếp tục theo dõi, đánh giá tình hình kinh tế xã hội để đến kỳ họp vào cuối năm nay sẽ đề xuất mức tăng cụ thể lương tối thiểu vùng cho phù hợp với thực tế. Ông Lê Đình Quảng, Phó Ban Chính sách Pháp luật, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thành viên tham gia đàm phán, cho biết các bên chưa thống nhất được mức lẫn thời điểm tăng. Trong phiên đàm phán, phía công đoàn đề nghị tăng khoảng 6%, tức tiền lương tương ứng thấp nhất 195.000 đồng với vùng 4 và 280.000 đồng với vùng 1. Công đoàn dẫn số liệu khảo sát về đời sống lao động nửa đầu năm 2023 cho kết quả thu nhập trung bình của công nhân đạt 7,88 triệu đồng, trong khi chi tiêu mỗi tháng của gia đình họ là 11,7 triệu. Như vậy, thu nhập chỉ đáp ứng gần 70% chi tiêu của người được khảo sát. Mức chi tiêu của người lao động cũng đã tăng 19% so với năm 2022, chủ yếu do giá cả, tiền điện nước tăng cao. Theo ông Quảng, trước những thách thức về thiếu hụt đơn hàng, cắt giảm việc làm, công đoàn chia sẻ với khó khăn của doanh nghiệp song vẫn cần điều chỉnh tiền lương tối thiểu năm 2024 để tiền lương thực tế của lao động không bị giảm sút. Mức tăng cũng cần xem xét trong khả năng chi trả của doanh nghiệp. Đại diện phía doanh nghiệp, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, cho rằng giai đoạn này tìm kiếm đơn hàng, giữ được việc mới là cấp thiết. Nhiều doanh nghiệp không còn tăng ca và đang gồng mình duy trì việc làm cho lao động. Chúng tôi đồng ý tăng lương là cần thiết nhưng điều chỉnh ngay lúc này thì không thể. Ông nói thêm rằng cần tiếp tục thương thảo trong thời gian tới, chưa thể chốt ngay trong phiên đầu. Theo thông lệ, mỗi kỳ họp hội đồng diễn ra 2 đến 3 phiên. Phương án và thời điểm tăng lương thường chốt vào phiên họp thứ 3, nhanh nhất vào phiên thứ 2 khi các bên tìm được tiếng nói chung. Lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp thỏa thuận, trả lương cho người lao động. Mức này áp dụng với người làm việc theo chế độ hợp đồng của Bộ Luật Lao động, làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê lao động. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, lương tối thiểu tháng tăng thêm 6%, tương ứng 180.000 đến 260.000 đồng so với trước đó. Cụ thể, lương tối thiểu vùng 1 là 4,68 triệu, vùng 2 4,16 triệu, vùng 3 3,64 triệu và vùng 4 là 3,25 triệu đồng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!